Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi thử cái ấm này nhé, nguyên nhân như thế nào nhé, không vào điện nhé, để tôi cảm thử xem sao cụ thể như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ giảm điện nhé. Giảm điện bây giờ thì nó điện thì chúng ta tháo ra và giảm thôi. Cảm thấy như thế nào nè, bóng không báo nhé. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ấy thôi, sửa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ rút điện ra này, chúng ta kiểm tra này, mất điện 220 này. Rồi chúng ta tiến hành mở ra này, chúng ta đo điện áp AC này, 240V, 238V nhá, cái này đủ nhá, bình thường nhá. Chúng ta tiến hành tháo ở bên trong nhá, kiểm tra nhá. Bây giờ chúng ta bị đâu đây, chúng ta vặn ra nhá, vặn mấy vít này ra nhá, quan trọng mấy vít này chúng ta vặn thẳng ra. Và có một vít ở bên trong này này nhá, hai vít đây nhá. Rồi các bạn vặn thôi. Đây nhá. Bây giờ chúng ta phải tiến hành rút cái này ra. Chúng ta rút ngược lên. Chúng ta rút ngược lên nhá. Chúng ta tiến hành kiểm tra nhá. Đây có một con này này. Chúng ta đo thử xem thử có chết này. Chúng ta bật về thang ôm này, chúng ta bật vào thang đấy, nghe tụt chưa các bạn. Nếu mà con này chết các bạn nhé, con này chết hẳn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn và thay nhá. Đây nhá, ta lôi cái này ra nhá để xem thử cụ thể bao nhiêu nhiệt độ bao nhiêu nhá. Chúng ta xem chùi và đánh, chúng ta xem nhiệt độ ở bên trên đấy nhá. Cái này B125 nhá, tức là 125 độ nhá. Chúng ta bỏ vào đây 130 độ hoặc 120 độ được nhá. 125 thì 130 về 125 chúng ta bỏ được. Vậy cho nên chúng ta lấy để thay nhá. Mà mình là lạc hậu rồi. Thì chứ không vấn nữa thì anh mình trả thắt đấy nhá, cho anh mình trả nữa. Ta trục ra cái này ra. Người anh trả mình thắt đấy nhá. Chứ phải là trả ảo mà. Trả rút được tên lên. Chứ tất nhiên mình phải biết trả những biết là được. Mấy người chứ lương rồi, cũng có dâu chắc chỉ là anh đẹp phải mất tạo nên anh thiệt thiệt cho mặt có thằng Trung Quốc mà đây lên sức khỏe cơ được không ừ ừ mà ra nhận anh thủ nó bị thả thôi, bị thả lái thôi cũng nhắn nói đúng đó rồi lung tung hả có thật đấy nhé anh nói cái anh học thức cũng biết đang nghe nó cái thức cáo nó nói rất từ ghế rất lê phép nó còn ra ngoài đời nó tùy đậu này chứ còn anh khi đỏ đỏ đó đỏ đấy nè kia giờ được á rồi đó xong này để đổ lên các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem, nhớ nút like, subscribe, xin chào mọi người nhé.